Câu hỏi thứ nhất chúng con xin nêu lên ở đây của một vị Phật tử kính bạch ni sư, cho phép chúng con được hỏi: khi tu thiền, chúng con có thể vãng sanh về thế giới của Phật A Di Đà hay không, hay chỉ những người tu tịnh độ mới trở về nơi nước của Đức Phật A Di Đà, còn chúng con đi đâu? Xin ni sư giải đáp. Bây giờ đó, cõi tịnh độ của A Di Đà đó, mình hay gọi là Tây Phương Cực Lạc đó, thì đó là một cõi trời. Nhưng mà nếu như xét cho cùng thì đó là cõi trời dục giới thôi. Vì sao mà mình dám nói là cõi trời dục giới? Bởi vì pháp môn niệm Phật á, thì không phải là pháp môn hành thiền. Mà thiền á, là có hai loại thiền, là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Thì người nào mà hành thiền sắc giới mà đắc tới á, như sơ thiền này, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì khi họ chết họ sẽ sanh lên cõi trời sắc giới. Cõi trời sắc giới là cõi trời phàm thiên. Họ có cái sắc tướng rất là tốt đẹp, cái tâm của họ rất là thanh tịnh. Còn nếu như họ tu thiền vô sắc thì họ được sinh lên cõi trời vô sắc. Còn nếu như những người mà không có tu thiền, họ chỉ làm những cái phước như là niệm Phật này, bổ thí này, phục cung kính, phục vụ vân vân, thì á, là gọi là họ làm những cái thiền pháp mà không phải thiền, thì họ được hoặc là sinh ra làm người, hoặc là sinh ra cõi trời dục giới. Thì cõi trời mà cực lạc đó, thì có thể nói rằng đó, cõi trời cực lạc là có đó là cõi trời tha hóa tự tại thiền. Là vì sao? Là bởi vì cái cõi mà ở đó là người ta nghĩ tới thức ăn thì thức ăn nó hiện ra, người ta nghĩ tới cái gì thì cái đó nó hiện ra. Thì như vậy là tha hóa đó, muốn cái gì thì cái đó hóa ra. Và để cho người đó được an lạc thì gọi là tha hóa tự tại. Thật ra cảnh giới tịch lạc chỉ mới, cực lạc A Di Đà chỉ mới cõi trời dục giới thôi. Mà cõi trời dục giới rất là thấp so với cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Và ngay cả cõi trời vô sắc giới là cao nhất á, là phi tưởng, phi tưởng xứ đó, thì nó vẫn còn là gì? Ở trong ba cõi, vẫn còn ở trong tam giới, vẫn còn ở trong sanh tử luân hồi. Còn một người mà hành thiền quán Vipassana đó, thành thiền tuệ đó, thì đi ra khỏi tam giới, chứng thánh đắc thánh quả. Và cao nhất là chứng đắc thánh quả A-la-hán là ra khỏi tam giới luôn. Mà quý vị thấy ra khỏi tam giới là còn hơn cả cõi trời cực lạc, còn hơn cõi trời sắc giới phàm thiên và cõi trời vô sắc luôn. Ra khỏi tam giới tức là chấm dứt tất cả mọi khổ đau sanh tử luân hồi. Cho nên kết quả của người tu thiền á, cao hơn cái kết quả của người mà hành những cái thiền pháp khác. Bởi vì hành thiền pháp khác thì chỉ đưa tới cái phước á, là sanh vào ở trong cõi trời nhưng mà vẫn còn ở trong tam đồ lục đạo. Nhưng mà cái phước của cái người mà hành thiền quán đó là diệt hết tất cả phiền não và ra khỏi sanh tử luân hồi, ra khỏi tam giới, thì đó mới là cái quả rốt ráo và cao thượng nhất.